Vì sao cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ăn chay? Tôi muốn sống đủ lâu để cùng con gái tiến vào nhà thờ trong ngày cưới, rồi nhìn cháu của mình sinh ra và lớn lên. Đó là lý do khiến cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bắt đầu ăn chay nghiêm ngặt vào khoảng 8 năm về trước. Bill Clinton ăn chay vì muốn sống đủ lâu để cùng con gái tiến vào nhà thờ trong ngày cưới. Ở tuổi 70, Bill Clinton vẫn có thể đi lại và làm việc ở tốc độ khiến những cộng sự trẻ hơn 20-30 tuổi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức khi phải chạy theo. Kết quả này có được nhờ quãng thời gian ông kiên trì thực hiện chế độ ăn chay nghiêm ngặt, tức là chỉ ăn các thức ăn làm từ rau củ quả, nói không với thịt, cá và thậm chí là các sản phẩm từ sữa. Hồi năm 2004, ông Clinton vẫn còn rất nổi tiếng vì thói quen ăn vặt rất nhiều ở phòng làm việc và nghiện McDonald's. Cơ thể ông thuộc dạng mũm mĩm. Sau đó, khoảng 5 đến 6 năm về trước, ông quyết định ăn chay để cải thiện sức khỏe nhưng không thực hiện chỉnh chu. Mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên nghiêm túc từ một buổi sáng tháng 2 năm 2010. Hôm đó, Bill Clinton tỉnh dậy với gương mặt hốc hác xanh xao, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bác sĩ chăm sóc tim mạch cho Bill nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện để kiểm tra và sau đó phải thực hiện phẫu thuật khẩn cấp để chèn một cặp ống đỡ động mạch. Đây là biến chứng thường thấy sau cuộc đại phẫu thuật tim mà Bill Clinton trải qua năm 2004. Sau trải nghiệm thập tử nhất sinh này, Bill Clinton quyết định thay đổi cách ăn uống của mình. Trả lời phỏng vấn của AARP năm 2013, ông cho hay, tôi biết rằng mình là người có nguy cơ cao và không muốn mạo hiểm thêm nữa. Tôi muốn sống đủ lâu để cùng con gái tiến vào nhà thờ trong ngày cưới, rồi nhìn cháu của mình sinh ra và lớn lên. Vì thế, tôi quyết định sẽ theo chế độ ăn uống giúp mình có thể sống lâu và khỏe mạnh hơn. Chuyên gia chăm sóc y tế cho Bill Clinton bác sĩ Dean Onis, đồng thời là cố vấn nội dung cho mục sức khỏe của tờ Huffington Post động viên ông, nếu thay đổi cách sống, chúng ta có thể thay đổi gen và từ đó thay đổi số mệnh của mình. Từ đó, ngài cựu Tổng thống Mỹ chỉ ăn các thức ăn làm từ rau củ quả, nói không với thịt, phô mai, sữa và cả cá. Ngoài việc thay đổi chế độ ăn uống, Bill Clinton còn rèn luyện thể hình. Ông đi bộ bất cứ khi nào có thể, khoảng 3 đến 5 km trên ngày, tập tạ và dùng bóng để tập cân bằng. Và tất nhiên, ông tiếp tục chơi golf, môn thể thao ưa thích của mình. Bill Clinton lên kế hoạch giảm khoảng 14 kg để tham dự đám cưới của con gái. Quá trình nỗ lực của ngài cựu Tổng thống Mỹ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Trong đám cưới của Chelsea Clinton với Mark Meswinski vào ngày 31 tháng 7 năm 2010, Bill Clinton xuất hiện với vóc dáng gọn gẽ không ngờ. Trả lời báo giới, Bill Clinton hồ hởi cho biết, sau khi giảm cân, ông cảm thấy rất tuyệt, không mệt mỏi mà còn cảm thấy dồi dào năng lượng. Trái tim ông nhờ ăn chay mà cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cũng từ đó, Bill Clinton đã chiến đấu chống bệnh béo phì ở Mỹ, cũng nhiệt tình và tận tụy như khi ông tranh cử Tổng thống. Ông còn lập ra quỹ Clinton, cam kết quảng bá lối sống lành mạnh hơn cho mọi người dân Mỹ. Hiện tại, ông vẫn theo đuổi chế độ ăn chay, chỉ khác là không còn chặt chẽ như trước. Khoảng một tuần một lần, ông sẽ ăn cá hồi hoặc trứng tráng để bổ sung omega 3, cung cấp sắt, kẽm và duy trì cơ bắp. Chelsea Clinton đã tự hào gọi cha mình là người ăn chay vĩ đại nhất thế giới. Còn đối với thế giới, Bill Clinton đã, đang và sẽ là nguồn cảm hứng cho biết bao người, những người dám thay đổi cho một tương lai tốt đẹp hơn. Kim Tâm sưu tầm. Ha ha ha,